vừa được chiết khấu lên đến 22%, vừa được trả lãi suất 11% một năm khi sở hữu căn hộ cao cấp The Beverly, tin được không? Hãy cùng em Quế tìm hiểu về thông tin và chính sách mới nhất của phân khu này nhé! The Beverly sở hữu vị trí đắc địa trong đại dự án Vinhome Grand Park quận 9 với 3 mặt tiền. Mặt tiền chính trực diện đại công viên 36 hectare, trong đó có tổ hợp giải trí VinWonder. Một mặt bao trọn view sông Đồng Nai và một mặt nhìn trực diện trường Brighton College, ngôi trường hàng đầu Anh Quốc. Cùng với thiết kế với hơn 40% mặt ngoài phủ kính, các căn hộ được thiết kế bo tròn cùng ban công rộng và kéo dài từ phòng ngủ đến phòng khách. Chính những điều này đã làm cho The Beverly được mệnh danh là phân khu có tầm view không góc chết, mang lại phong cách sống hiện đại, sang trọng và bậc nhất dành cho cư dân. Từ The Beverly, chỉ một bước chân là anh chị đã tiếp cận đến trung tâm thương mại Vincom Megamall, quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 36 slot. Nàng hậu The Beverly là phân khu bàn giao các tiện ích cao cấp và độc nhất tại dự án. Đầu tiên phải kể đến hồ bơi nước mặn ngoài trời rộng 650m², hệ thống gym dưới nước, rạp chiếu phim ngoài trời, ngoài ra có sân khấu nhạc nước. Điều đặc biệt là chủ đầu tư dành riêng tầng 14 để làm tiện ích cho cư dân. Và đây là một phân khu duy nhất bàn giao hệ thống máy lạnh âm trần. Lịch thanh toán The Beverly rất đa dạng, chiều lòng tất cả những khách hàng khó tính nhất. Với lịch thanh toán nhàn tản chỉ 2 tháng 5%, ngoài ra khách hàng có thể lựa chọn lịch vay ngân hàng với hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng và phí thanh toán trước hạn 0%. Tặng học bổng Vincom cho 500 căn đầu tiên, chiết khấu lịch thanh toán lên tới 11%. Ngoài ra chương trình hỗ trợ về ở sớm chiết khấu lên đến 8.5%. Khi là thành viên của Elite Club, anh chị được chiết khấu thêm 1.69% và ưu đãi nhận chứng thư bảo lãnh ngân hàng được chiết khấu thêm 1%. The Beverly sẽ được bàn giao đến quý khách hàng vào tháng 9 năm 2024. Hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0908 180 680 để được tư vấn chi tiết bởi các chuyên viên kinh doanh đến từ phòng kinh doanh chủ đầu tư Vinhome.